Việt xin chào quý vị cũng như toàn thể các bạn. Hiện tại Việt đang ở ngôi chùa Hà. Ngày đầu xuân Việt gửi tới quý vị cũng như các bạn những hình ảnh về ngôi chùa. Ngôi chùa Hà thì nằm ở 86 phố chùa Hà, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Ngôi chùa Hà này rất đặc biệt. Nhiều bạn trẻ gắn cho ngôi chùa một cái tên là chùa Cầu Duyên. Có những câu nói rất là thân thiện. Có những câu nói rất là thân thương. Đi thì lại bóng, về thì có đôi. Nên các bạn trẻ cũng chọn ngôi chùa này để cầu cho mình những người thương. Và ngôi chùa cũng đón rất nhiều các bạn trẻ du xuân trong năm mới. Có một câu thơ Việt thấy rất là hay: mùa xuân đi cùng nhau giữa phố vui rộn rã, anh rẽ vào lịch sử đưa em về xa xưa. Rất là đẹp. Hôm nay Việt sẽ mời quý vị cũng như các bạn vào tham quan ngôi chùa Hà cùng Việt. Đây, hiện tại Việt đang ở bên ngoài. Việt sẽ đi dạo quanh khung cảnh ở bên ngoài khu chùa Hà, rồi Việt sẽ mời quý vị và các bạn đây đón rất nhiều các bạn trẻ. Đây là những đồ mà các bạn cũng như quý vị và các bạn mua. Okay. Và phong phí đi, cửa hàng đẹp hết đấy. Ok anh, rất nhiều những cái đồ lễ để quý vị và các bạn mua vào trong chùa, rất là tiện. Các bạn không phải chuẩn bị từ trước. Rồi, chúc anh đắt khách nhá. Rất nhiều những bông hoa. Và chúc các bạn hôm nay là ngày lễ tình yêu. Chúc các bạn trẻ đang yêu một ngày thật là đẹp. Thật nhiều tình yêu. Và có một hạnh phúc thật là tuyệt vời. Rồi, rất nhiều những bông hồng. Chúc mừng ngày Valentine. Đấy, và đây, các anh chị cũng bày rất nhiều đồ để bán cho quý vị các bạn. Đây, Việt sẽ theo chân người Hà Nội cũng như các bạn trẻ Hà Nội để đưa quý vị vào và các bạn vào trong chùa Hà. Bước vào trong cổng thì Việt thấy là lối ra, đây là lối vào. Vào đây đúng không ạ? Vâng ạ, cháu cảm ơn. Ở đây, bước vào cổng thì phía bên tay trái Việt thấy là đây có một cái hòn Nong Bộ. Và có rất nhiều người đến lễ này. Đi tiếp thì Việt thấy có cành đào, có cây đào, bích đào đẹp quá, cây bích đào to.
bông đào rất đẹp. Mình sẽ mời quý vị và các bạn đi dạo một vòng xong sẽ vào chùa. Ở bên này, hai bên là hai cây đào to. Hai cây đào to. Ô, bông đào này đúng đào Nhật Tân rồi. Vị các bạn. Cảnh to. Rất đông người. Người người chụp ảnh, nhà nhà chụp ảnh. Đi vào phía trong thì Việt thấy có một cái hồ cá rất đẹp. Ồ, chỗ kia nhiều cá quá. Mình sẽ tới đi. Zoom thì máy zoom nó không được đẹp lắm. Mình sẽ tới gửi tới quý vị và các bạn. Đàn cá. Ồ, đàn cá đẹp quá. Ai tới đây thì cũng dành ra mấy phút để chiêm ngưỡng đàn cá. Hình như đàn cá koi thì phải. Đàn cá koi Nhật Bản. Rất đẹp. Việt sẽ mời quý vị và các bạn đi vào trong. Bác ơi, cho con hỏi là mình đi từ đây sang bên đây được không ạ? Được đúng không? Từ trong kia ra. À, đi từ trong ra. Đấy, từ trong ra lần lượt. À, vậy đúng bài bản rồi, cháu cảm ơn ạ. Ngôi chùa đón rất nhiều các bạn trẻ đến đây cầu cho mình những người thương yêu nhất. Các bạn trẻ xem lâu lâu nhé, đến cuối video Việt sẽ dành cho các bạn những lời khuyên từ những kinh nghiệm mà Việt cảm nhận được, từ những kinh nghiệm mà các bác các chú ở đây. Cây đào to quá. Quý vị và các bạn đi thẳng vào cổng vào thì phía bên tay trái thấy có một nhà thờ này. Và có cây bưởi rất nhiều quả. Không hút thuốc lá, không tham nhũng, không ăn đồ vào mã, ấn phẩm,
Đây là những việc thấy những đồ lễ. Vậy thì hôm nay em đến đây để với mong muốn là cầu bình an sức khỏe cho mình. Đây là cũng cầu duyên cho bản thân. Sang một năm mới có thể có được một người thương yêu mình thật lòng. Cảm ơn em. Em ơi, anh thấy là đây hình như cầu là có cả một đôi đũa đúng không? Và một sợi dây đúng không nhỉ? Em có mua không? Em thì em chưa mua. À đây ạ. Em chưa mua. Em lần đầu đến đây thôi cho nên em cũng chưa biết cái gì cả. Em chưa mua mọi người thôi. Anh cảm ơn, tại vì anh nghe thấy các cô chú cũng có nói là khi đến đây là phải mua một đôi đũa và phải có dây. Ok, anh cảm ơn em. Chúc em gặp nhiều điều tốt đẹp. Ok, anh cảm ơn. Yeah. Rất đông. Đây.
mời quý vị và các bạn vào bên trong. Tôi thấy vào bên trong thì rất đông. Đến hồ cá ngay trước chùa. Đây, đây con ơi. Chùa đâu ạ? Việt đi ra trước hồ cá và Việt sẽ quay tổng thể của ngôi chùa Hà. Bạn thắp hương xong thì ra đây đốt như là hóa vàng.
hơi cúi xuống, ngửa máy lên cho chân nó dài. Cúi xuống thì ngửa thì đó, ừ, hơi cúi thấp. Em chụp ảnh à? Đấy. Rồi, tôi xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Hôm nay Việt ghi lại cũng như là đưa quý vị và các bạn đi du xuân tại ngôi chùa Hà. Vừa nãy Việt có nói với quý vị các bạn là Việt sẽ dành một lời khuyên, chúc cho các bạn luôn có những tình yêu thật là đẹp. Một tình yêu đẹp thì các bạn trai hay gái thì đều phải lên quý mến và trân trọng cái tình yêu ấy, và các bạn phải luôn yêu thương nhau, vợ cũng như chồng hay là anh cũng như em. Trong tình yêu thì trong hạnh phúc thì cần có hai người, mỗi người một chút tình cảm dành cho nhau. Đấy, mỗi người một chút thời gian để dành cho nhau. Nếu một người mà bận quá, một người mà vất vả quá thì ắt cũng sẽ không có hạnh phúc. Tại vì nếu một người mệt thì mệt thì kiệt sức rồi thì lấy đâu ra. Đấy. Còn công việc hay tiền tài chỉ là một phần. Hạnh phúc không phải là vì tiền, hạnh phúc không phải vì là công việc. Nên các bạn phải dành thời gian cho nhau. Còn không thì kể cả các bạn có tới cầu được rồi xong lại mất. Đấy là một số kinh nghiệm nhỏ của Việt. Chúc quý vị và các bạn có những tình yêu đẹp và luôn hạnh phúc đến trọn đời. Rồi, chúc mừng năm mới. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.